chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì hai anh em mình tiếp tục trở lại điểm cũ để cắm câu. Anh em mình cũng vừa đầu tư thêm một số cần nữa mọi người, cũng thêm mười mấy cần nữa đó. Đây, cần cũ nó cũng sắp hư rồi. Hôm nay thì mồi chủ yếu anh em mình sẽ cắm mồi trùng và mồi nhái. Địa điểm thì điểm này là lúc trước anh em cũng đã có cắm rồi mọi người. Ở đây là cánh đồng nè, bên đây là đồng, còn vị trí bên đây là kênh, một cái kênh nhỏ mọi người. Thì mấy lần trước cắm cũng khá là ok. Đợt này thì anh em mình trở lại mong là sẽ có thành quả tốt đó mọi người, cũng như là để đưa tới cho mọi người những cái hình ảnh chân thực nhất lúc anh em mình đi cắm câu á. Thì cũng như thường lệ rất mong nhận được một lượt like, một lượt đăng ký của mọi người để ủng hộ tinh thần anh em mình. Giờ thì móc trùng đi. Ở đây thì hai anh em mình sẽ cắm mồi sen kẽ, mồi trùng và mồi nhái trước mọi người. Thì mong là tối đêm nay thì anh em mình sẽ có thành quả gì đó nó thật ok để đưa tới cho mọi người xem. Mong là sẽ có được những cái thành quả tốt. Thì giờ trời cũng đang chuẩn bị chuyển mưa mọi người. Chiều về chiều mà chuyển khắp nơi luôn, bốn phía luôn mọi người. Không biết lát nữa sẽ mưa không nữa. Giờ thì thôi anh em mình cũng tranh thủ cắm trước để xíu nữa lỡ như nếu có mưa thì anh em tạnh mưa rồi mình mới đi thăm luôn. Rồi mọi người cùng chờ xem kết quả tối đêm nay của hai anh em mình ha. Hiện tại thì giờ cũng là 7 giờ rồi mọi người. Thì thường anh em mình cắm thì sẽ đi thăm giác đầu là 7 giờ. Mời mọi người cùng theo chân anh em mình để xem tối nay hôm nay hai anh em mình có thành quả gì không nha. Chiều cây đầu tiên mọi người. Chiều thì hai anh em mình cắm cây đầu tiên là cây nhái. Giờ không dính này. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển tiếp để xem mình có những cái thành quả gì đặc sắc không mọi người. Đây cây này Út. Nước hình như đang vô sao quá. Thấy ái Út. Còn mồi luôn. Còn mồi. Còn mồi được đã ngóc phải không? Hồi chiều thì chỉ mưa dữ lắm mọi người, nhưng mà tới giờ luôn á nhưng mà vẫn thấy không có mưa. Mong là nó không mưa đi. Chứ mưa đi thăm câu ngán lắm. Rồi, cây thứ ba cũng thất bại luôn mọi người. Để xem tiếp theo mình có được những cái thành quả gì không. Đây nè, đây có một cây nè Út. Đằng xa xa thì mình thấy cà phê rồi mọi người, cây đầu tiên. Dính cà phê giúp cơ. Xem nhỏ tí à. Cũng được chứ không có ái dữ Út. Đó. Rồi, kệ có thành quả bắt lấy hơn đi Út. Lấy hơn nè. Lấy hơn, chỉ có lấy hơn thôi mọi người. Rồi, một em cà phê mọi người ơi, em đầu tiên. Bây giờ là bắt đỏ, bắt lấy hơn thôi chứ cũng cô không trông đợi gì mấy. Em có phi mà không, anh em mình không khoái mọi người. Cái gì bỏ vô thùng rồi cho vào thùng đi Út. Không em có phi thôi bắt lấy hơn luôn. Dù đó là kẻ lửng tửng nghe vậy chơi. Rồi cũng được. Giờ này cũng còn chuyển mưa nữa mọi người, thấy không khí cũng khá lạnh. Hai anh em đi mình nãy giờ ngút nó than lạnh luôn á. Rồi không biết sao đây, sợ mưa. Mưa thì nó đi đường đấy, đường này nó sình đó mọi người, là đi nó dính chân lắm đó. Thì mình Út nó cắm tiếp mà hai anh em mình di chuyển tiếp mọi người. Mong là những cây sau có những quả đặc sắc. Đây một cây nữa mớm luôn Út ơi. Học thiên dính dây dùa. Rồi nơi còn mồi là được. Đỡ móc còn ngồi không đấy. Rồi ok, chuyển tiếp. Nghe nãy giờ nghe cá đó. Đấy đằng kia rồi, thấy ghê Út. Nè nè, dính cá gì đây nè. Dính rồi mọi người, dính. Ủa nó giải nghe đã ghê chưa. Đó mọi người. Không biết sao nữa. Xem tôi vậy. Mới nghe giải. Còn ướt nhẹt đó Út. Cái gì đây? Ẩn số. Ê cái giải. Đã nhỉ. Ôi tôi kìa, đã chưa? Mọi người ơi, một em cái dày gì hai anh em mình cấm là cứ ở đây là thường dính cá dày mọi người. Cá dày nè, cá trê nè. Hồi trước là cấm thì mấy lần trước là thấy đa phần là dính cá dày, cá trê là ít lắm. Đã chưa? Một em cá dày mọi người ơi. Tuyệt vời. Thì em thứ hai. Một em
cá dày mọi người. Đó, con cá dày này thì nó giống như một lúc luôn. Nó giống như cá lóc luôn rồi. Nhưng mà thịt nó sẽ ngon hơn. Này, một lúc luôn rồi. Đã chưa? Múc lưỡi luôn rồi. Múc lưỡi luôn hả Út? Cái chân Út nó gỡ xong rồi bắt đầu mình di chuyển tiếp mọi người. Thích nhất là những cái pha này hả Út? Hào hứng tới kia luôn. Nói chung là mình anh em mình đi cắm thì mong được những khoảnh khắc này đó mọi người, có cái để cho anh em có động lực á, nó cũng vui hơn đó. Đi rút lưỡi đúng không? Cái vị này nó cũng ngon hơn cá lóc mọi người, thịt ăn thịt nó chắc hơn, ngọt hơn nữa, cũng khá là ok á. Xong chưa, quá tuyệt vời. Đây là em cái gì nè mọi người, quá đã luôn đó, mập lúc luôn á, thịt nó nè đó, đậm luôn. Đây cho em nó vào thùng rồi, ok chuyển tiếp Út ơi. Giờ để Út nó móc mồi xong rồi bắt đầu anh em mình đi qua thăm những cây khác. Hình như là bữa nay anh em mình đầu tư thêm số cần nữa mọi người. Chứ y như rằng là mỗi lần trước mà mua thêm cần là lại mớm. Còn đợt này thì không biết sao đây, nhưng mà thấy đầu tiên là thấy được hai em là thấy cũng khá là có thể là mình không có đi lại cái kỷ lục cũ. Quá đã luôn. Hào hứng háo ha. Nãy giờ Út nó than lạnh mà dính cá cái nó hết than lạnh rồi mọi người. Cắm quay cái cần vô trong mấy bên kia Út. Rồi thôi để anh hai tắt máy rồi. Có không? Không biết chưa, chiều anh hai cắm vô đây nè. Ở đây nè. Còn mồi luôn Út ơi. Còn mồi. Rồi qua cái tiếp theo. Dính rồi mọi người. Dính rồi. Út nó vừa ấy lên đã anh hai nó ướt đầu dính mà Út cãi. Em có phi nữa mọi người, em có phi trên đám ruộng lúa nè. Này là cái mình cắm hai lón song song đó mọi người, mình đi cho nó dễ. Cái lón bên kia với lón bên kia là cắm ngoài sông, còn cái lón này là mình cắm ở bên cặp bên ruộng bên đây mọi người. Đây một em cá phi rồi, lên luôn Út ơi. Cá phi này cá phi trống nữa, ốm mà giải nãy giờ hơi nhiều tại vì dạ, nó quấn ngay cái khu này để mà thùng luôn. Rồi. Một em cà phê. Tiếp theo em thứ ba. Chính cà phê này anh em không khoái mọi người, tại vì ở đây mình cà phê nhiều lắm, thật sự ra thì nó nhỏ, cà phê này nó nhỏ quá. Rồi thôi thì đi cắm thì gặp được gì thì mình sẽ hái cái đó thôi mọi người. Nên là có gì thì sơ sức thì mong mọi người bỏ qua ha. Nói chung là kiếm có mồi đồng là ok hả Út? Chưa thấy siêu phẩm. Chưa thấy siêu phẩm. Bên đây anh hai có cắm cây nữa. Kim ru. Này chuyến đầu tiên này thì thấy nãy giờ sơ sơ là được 3 con rồi cũng được. Nói chung là cái kỷ lục nó của mình dán đầu tiên là như Út. 3 con quá không? Vậy là vừa đủ 3 con rồi đó. Còn không biết nữa lát sau đây. Còn mấy cây nữa. Tên cắm thường suốt cần, cắm cũng ít luôn. Bên đây cũng có một cần nữa nè. Bên này ruộng cá rô nhiều á, sợ nó rỉa hết mồi Út. Là nó không ấy. Chờ cây tiếp theo thôi. Đang kiếm siêu phẩm nha. Ok, mình hai anh em cũng mong là sẽ tìm được cái sản phẩm cá lóc này đó mọi người. Rồi, mình kiếm tiếp luôn. Đoạn này thì sắp tới, có cần kia mọi người, có cắm một cây nữa. Nè, ngồi ở đây chứ. Rồi, hết mồi luôn rồi. Này chắc cá rô rỉa quá à. Chiều anh hai thấy, vừa đi qua là thấy nó giật dây không. Cá rô non á. Bây giờ là bắt đầu tới mấy em cá bự nè. Mong là vét thứ hai sẽ được nhiều.
giờ cũng là giác thăm thứ hai của hai anh em mình rồi mọi người. Thì giác đầu tiên thì anh em lẫn được 3 con. Có dính rồi mọi người. Cây đầu tiên luôn, quá đã luôn Út ơi. Cái gì đây? Đây sao lắp cái gì mà thấy dài dữ vậy? Nè. Gì đây? Khui hàng, khui hàng. Quá đã này. Cái gì đây? Trê, trê, trê. Trê mọi người. Một em trê. Tuyệt vời. Đổi phần tỷ qua cái con đường này. Nào hồi nãy là mình lọt câu bên kia. Ê, cái chi vàng hay gì Út? Trê, trê. Giờ mình chuyển vào bên này thăm bên này trước mọi người. Đó, vàng không ơi? Ồ, chị vàng mới ngon nè. Đã chưa? Thôi tiếp thôi, lên lên Út ơi. Lên hẹn. Ôi chị vàng. Xách đây đi cho nó đỡ. Đã người. Chưa? Quá đã luôn. Nè mọi người, còn em cá tri vàng. Em này là em đầu tiên của giác thăm thứ thăm câu thứ hai của anh em mình. Ấm người rồi. Tưởng có phi nữa. Chuyển mưa mọi người. Chuyển mưa từ chiều giờ nên là thấy gió không khí nó lạnh lắm. Thì bây giờ là làm nóng cơ thể rồi đó Út. Nóng lại cái gì. Quá đã. Tuyệt vời. Vậy thì còn gì bằng hết Út? À, một cái em tri vàng cá tri ngon hả Út? À, bập lúc luôn chứ không? Đây bập lúc luôn nè. Đó, dạo thần đi em nóng người lại. Đó. Vậy mới được. Quá đã. Để nãy giờ cơ thể nó lạnh. Nãy giờ khá lạnh rồi đó. À, mong là cái giác thứ hai này sẽ ok Út. Tại vì Út biết sao không? Cái chuyến thăm đầu tiên á, là mình cắm hơi sớm, cái rô non á nó rỉ hết mồi rồi, nên là có thể là cá nó cũng chưa đi ăn kịp á. Tối này trên ruộng lúa bắt đầu nó xuống chia xuống ra. Mấy cái mấy xuống nhỏ, mấy cái mấy nhỏ chiều ăn trước mấy lên tối này. Quá đã rồi, đúng rồi đó. Rồi cắm lại đi Út, rồi anh em mình di chuyển tiếp. Thấy hào hứng rồi đó nha, dướng cái cây cái dây ở trên nữa. Cắm đại chỗ nằm nằm xuống Út, tại vì cái lón ấy này nó sâu quá. Rồi di chuyển tiếp ơi, hứng quá. Đã quá mọi người. Mình cắm mình mong mấy cái khoảnh khắc này nè nó ok. Một cây này là cắm mình cắm nhái mọi người, không dính rồi. À, tiếp tục chuyển tiếp. Dính. Trời ơi. Cá rô. Ruộng. Cắm nhìn mấy ruộng rồi, dính cá rô phải rồi. Chịu anh hai nói mà. Đây, một lúc rồi. Cá rô mọi người. Cá rô đầu mùa nó không có bự dữ mọi người. Nó nhỏ giòn 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 mà. Không vậy cũng được rồi. Nó mập chứ bộ Út. Nó mập dữ luôn. Thấy cái cọng dây nó nằm hiu quá, mình nghĩ là nó không dính. Rồi cuối cùng thì chính một em cá rô ở cặp né này nè. Tối bắt đầu cá rô nó xuống rồi mọi người. Út giờ nó đang xử lý con cá, nó bị nước lưỡi rồi. Tại vì mấy em cá mini này mà mình vậy là mình dư ăn rồi đó. Ráng kiếm tìm Út ơi, mới có giác cầm thăm cầu thứ hai thôi à. Đợt rồi Út nó đợt rồi một lúc luôn à. Út nó về sớm mọi người, nó có công việc nó về sớm. Anh hai với ba lai rai luôn tới khuya luôn á chị. Rồi bữa đó có người có công việc thì thôi chứ. Rồi móc ngồi đi rồi mình di chuyển tiếp thôi. Ở đây mình nhớ là cũng có cắm một cái cây nữa Út à, nhái còn mồi luôn mọi người. Còn đó đi ok. Sao nãy đầu tiên vô thấy sơm quá mà Út kỳ vậy, mở màn không chết hay nguyên hay còn cây trong đây. À, Út cắm đèn cây nữa mọi người, nhái vẫn còn nhái luôn, còn mồi mọi người. Đây mình chiều thì hai anh em cắm xen kẽ cây nhái với cây trùng, nhưng mà trùng thì nhiều hơn xíu á, đúng không Út? Chung cắm như cây hơn. Rồi cây này còn mồi luôn, sớm giờ hai đợt rồi, hai đợt thăm câu còn mồi luôn. Rồi bắt đầu bây giờ là mình hai anh em mình sẽ qua cái lón bên kia mọi người, bên bờ bên kia. Tại vì bữa nay hai anh em tăng cường thêm số cần nên là mình mở ra cái diện rộng hơn,
mình cắm được hai luồng câu luôn. Là nay chiều út nhớ là hình như là bao nhiêu út, 30 hả? 30 cây mọi người. Mà cứ ý như rằng mình lên 30 cây là hoặc là hai mấy cây là bắt đầu bớm. À, còn đợt này thì thấy nãy giờ thấy ok rồi đó. Quá tuyệt vời. Chỉnh cái cần nó lại đi Út. Nó nhảy lên trên đó. À, để bây giờ mình tắt máy rồi có mình sẽ quay cho mọi người cùng xem tiếp ha. Cây này thì hết mồi luôn rồi mọi người. Thấy cái đọt nó cũng ướt ướt không Út. Sao nó ấy ta, không lẽ sảy. Sảy rồi. Ai tiếp tục di chuyển. Này ở bên cái luồng thứ hai nè mọi người. Cái luồng anh em mình đi cắm mình mấy cặp bờ kinh. Cây này cũng không có luôn rồi Út ơi. Có gì phải có siêu phẩm rồi chứ mình đang trong chờ siêu phẩm. Chưa thấy. Chưa thấy. Hết mồi rồi mọi người. Cặp mấy kinh này có cá trê nè. Còn ở đầu dưới kia thì có cỏ hay nhiều quá chứ không có cá dày. Đẹp. Kiếm được con cá gì cầm tay rồi. Nước nó cũng khá trong ha. Chiến này mình đây thấy hiu quá. Đấy, dính này, cái gì đâu đó cái gì ta. Ê vậy hỏi cá thắt lát. Lát lát Út. Ôi con cá này. Chứ cái anh em mình cắm dính lần nào chưa ta? Chưa. Chưa phải không? Ừ. Cá thắt lát con này cũng nhỏ mọi người. Đó. Đã chưa, con cá này thịt nó ngon lắm á Út. Nên này Út biết làm gì không? Làm gì? Người ta sai á, người ta nạo ra người ta sai á. Ngon lắm. Nhỏ nhỏ mọi người. Không có bự dữ. Đây. Một em hình như có dính rồi Út. Nhớ hồi trước là mình lâu rồi, lâu lắm rồi. Anh em mình bị dính. Tại con này người lâu quá mình không nhớ. Anh hai nhớ rồi, cái đợt mà mình cắm ở cái rạch ngoài ngoài sông cũng gần nhà anh hai á. À nhớ rồi, đợt mấy bên trống bên kia. À, đúng rồi. Đây, một em thắt lát mọi người. Quá đã luôn. Ôi tuyệt vời, bữa nay dính mini không mà nhiều á Út. Ôi quên nữa, bỏ cho con này. À, cho em nó vào đi. Quá tuyệt vời. Này dài cũng bọn rồi. Nếu mà cá nhỏ nhiều lắm. Cá nó không bự, không được to lắm. Nhưng mà vậy được rồi. Nhưng mới có thăm giác thứ hai mà. vẫn còn nhiều hy vọng đúng không? Cứ đặt hy vọng đi. Là sẽ cái đầu lát nữa mình gặp siêu phẩm sao? Vậy giờ có dính là được, chỉ sợ món thôi. Còn cắm là còn ẩn số à. Rồi ok. Thằng kia cũng nghe tiếng cóc kêu đi kìa. À, cấp hội với mọi người. Nó tập trung lại á. Nó kêu quá trời á. Cái đó là Út biết làm món gì không? Gì? Nấu cháo á. Cháo đậu xanh thì bao mát luôn. Ngon lắm á. Bộ vẻ nữa. Ừ, nhưng mà phải mần kỹ nha. Không là không chảy được không mệt à. Cũng nguy hiểm á. Ok. Ráng kiếm một vài em siêu phẩm này. Đâu Út? Ở đây em có cần hả? Sao? À, còn mồi luôn. Ở đâu nữa ta? Tới đâu đây nè. Ủa Út bước xuống động đậy hả? Vậy anh hai tưởng dính chứ. Hết mồi. Móc đi rồi mong đợi ở cây sao. Ở đây thì mình phát hiện con cá hàng lương rồi. Mình nhỏ cần luôn nên mình nằm ở trong này nè. Nên mình cắm thử rồi nó có dính luôn nha mọi người. Để lát nữa nếu hai mình thăm tới coi sao. Giờ mình móc cần vô thử coi, cắm thử xem coi nó có ăn hay không. Đây này thì mình lấy cần cá mình cắm luôn mọi người.
để coi chờ kết quả của chuyến thăm câu tiếp theo coi. Cấm cần này thì nó khó ấy mọi người, tỷ lệ sảy nó sẽ cao quá. Nhưng để coi coi giác thứ giác sau mình thăm coi như thế nào. Rồi chờ kết quả thôi mọi người. Rồi di chuyển về luôn Út ơi, chờ chuyến sau. Hiện tại thì giờ cũng khuya rồi mọi người, hai anh em mình cũng đi gom cần vậy luôn. Thì giờ mong là tìm được một số thành quả nữa để quay cho mọi người cùng xem. Thì nãy giờ là hai cây rồi, hai cây còn mồi luôn mọi người. Nay thì anh em mình cắm cũng thấy cũng ấy đó, cũng nhiều đó mọi người, nhưng mà thành quả cá nhỏ nhỏ mà không được lớn mấy, chưa có siêu phẩm gì nhiều, được một em tri vàng là hay không. Trời nhái nhảy lên đây được nè. Con gì vậy? Nhái nhảy đây gì Út? Ừ. Rồi, nãy giờ mấy cây là thấy mớm không đó. Thâu cần lên rồi bắt đầu anh em mình về nghỉ ngơi luôn mọi người. Nay sáng hai anh em cũng đi làm sớm rồi, nên là tranh thủ hôm nay mình dỡ sớm. Mướm không biết sao nữa, mình giờ mình gặm một cần này để lát nữa mình ấy gì ốc. Đây rồi mọi người, siêu phẩm đây rồi, đã chưa, tuyệt vời đó, còn gì bằng nữa. Mình đang chờ đợi thứ này nè, quá tuyệt vời luôn Út ơi. Một em cá lóc đã chưa đó. Quá đã luôn, phải được nhiều thì nó tốt quá ha Út ha. Nhưng mà hôm nay mình khá thành công rồi đó, giờ là mình phá kỷ lục rồi đó, mình chống mớm. Tăng cần, mỗi lần tăng cần lên đó thì bị mớm mọi người, nhưng mà hôm nay thì ok rồi. Được cũng được theo siêu phẩm này cũng khá ha. Một em chơi vàng, một em lóc đó, đã cho mọi người, quá tuyệt vời luôn. Con này mập tới Út vậy mới được chứ đó, vậy đi vô thì còn gì bằng nữa. Đấy, nặng rồi nha, thấy chưa, nặng rồi đó. Gom ở đây đi Út, rồi bắt đầu lát nữa mình trở lại mình gom cần luôn. Cứ thấy dính là thấy hào hứng rồi. Một cây này không dính luôn mọi người, cây đó là mình cắm nhái không, cây dính cá nãy á, rỉa mồi cơ mà. Cây này còn mồi từ đầu từ hôm tới giờ luôn. Chuyến này thì kiếm chừng được vài em nữa, thấy ok hả Út? Quá đã rồi. Nặng rồi đó, vô em cái lóc này là thấy nặng lên rồi đó. Nay được cũng nhiều á mọi người, nhưng mà nó ấy, nó cá nhỏ mà, không có bự, không bự dữ. Từ đây lên mé đồng trên ruộng này thì mình mong chờ cá lóc cẩn. Nãy giờ cũng được em đó rồi, giờ tới xong cũng xong luôn cần bên đây rồi mọi người. Giờ hai anh em mình di chuyển qua bên mé sông bên kia để coi coi có kết quả gì. Dính không, thấy kịch ra ngoài rồi, không dính rồi, cá gì nó rỉ á, ru phải không? Cái cần này là cái cần nãy mình cắm lương luôn rồi, nó đang gịch vô luôn nè. Và lúc nãy sảy rồi, không dính đâu. Hiện tại thì hai anh em mình cũng dỡ hết số cần xong rồi mọi người. Bữa nay anh em mình đầu tư thêm một mớ cần, nhưng mà cũng được đấy, gọi là phá kỷ lục của mấy đợt rồi, mỗi lần đầu tư cần là mớm. Nhưng mà hôm nay thì cũng được mọi người, thành quả hôm nay của hai anh em mình đây. Một em trê vàng, một em cá lóc, một cá dày với hai cá phi. Nay có thêm cá thắt lát nữa nè mọi người. Con này cũng nhỏ thôi, lâu rồi anh em mình mới cắm lại được em thắt lát này mọi người. Mấy đợt trước thì mình cũng có cắm dính, nhưng mà lâu rồi mình cũng mới vừa cắm lại dính lại nó thôi đó. Thấy cũng khá là ok. Hôm nay thì về thì hai anh em cũng đủ bữa ăn rồi. Thì
Như thường lệ thì cũng rất mong nhận được một lượt like, một lượt đăng ký của mọi người để ủng hộ tinh thần anh em mình ha. Rất cũng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi anh em mình. Giờ thì anh em mình cũng thu cần và nghỉ ngơi luôn mọi người. Chào tất cả mọi người luôn đi Út. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người luôn nha. Hẹn gặp mọi người ở những clip sau.